Một ngày hỏi Xpander đây quý vị ơi. Hôm nay bên em về một lượt 4 năm xe Xpander và hiện tại bãi em đang có gần 10 xe Xpander để quý anh chị quẹo lựa chọn nha. Đấy, thời điểm này mình cân nhắc một xe Xpander 7 chỗ đi gia đình chuẩn bị cho dịp Tết nhất cái này nè. Rất là tiện nha, rất là ok luôn, giá thành mùa này thì rất là hợp lý luôn. Thì nhớ nhanh tay alo cho em nha. Rồi, để không mất thời gian quý anh chị nữa, vào con đầu tiên luôn. Mitsubishi Xpander bản số trọng đời 20, đi được 18.000 km, giá lâm quanh bên em đang chào bán là chỉ hơn 600 nhú xíu thôi thưa quý anh chị. Đấy, biển số sẵn thành phố nè, 51H80099, rất là dễ nhìn luôn, tiết kiệm được 20 triệu tiền xăng tên đổi chủ nha. Thì xe bên em có hiện tại đang đậu tại bãi gần 10 xe Xpander và có hầu như là xe nào cũng là xe đi lướt, ít dùng nếu quý anh chị. Đấy, thì trên clip em trên kênh em á, thì video chi tiết á quý anh chị lướt xem trên kênh thêm nha. Cái này em quay sơ tổng hợp các xe Xpander đang đậu về bên em. Thì nhanh tay nhớ xem được video, xem được con nào ưng á thì alo cho đất sớm nha. Đấy, Xpander bên em về bán cực kỳ nhanh luôn, xe rất là đẹp nha, rất là cộp. Đấy, tiếp theo Xpander Cross đời 2020, đi được 2.1 vạn, giá lâm quanh đang sào bán là chỉ hơn 600 xíu thôi quý chị. Đấy, màu bạc liền lạc, đồng màu từ trước ra sau luôn, đầy đủ tất cả màu mã luôn. Đấy, nào là Xpander số sàn, Xpander số tự động, Xpander Cross. Đấy, đây con Cross duy nhất đây. Thì hôm trước bên em về Cross thì cũng bán ngay rồi quý anh chị. Đấy, xe này thì mình mua đi gia đình rất là ok nha. Xe Cross này nó cao gáo hơn, chủ yếu về phục vụ gia đình chứ rất là ít mua sử dụng để kinh doanh đây quý anh chị. Đấy, đời 2020 đến nay là 2 năm, đi được 2.1 vạn là chuẩn xe gia đình luôn. Lên sẵn cho mình cái màn hình nè, cam hành trình, cam lùi, cam biến lùi đầy đủ luôn, vô tư. Xe thì mua xe lướt thì được lại thêm các phần phụ kiện cũng vài chục triệu đấy quý anh chị. Đấy, nên cân nhắc nha. Tiếp theo là một con Xpander gần như là chỉ mới cô đai xong thôi quý anh chị. Đấy, Xpander số sàn đời 2021, đi được 10.000 km. Đấy, giá lâm quanh bên em đang chào bán là chỉ hơn 540 xíu thôi. Đấy, biển số cũng rất là dễ nhìn. Đấy, màu trắng liền lạc, đồng màu thì trước là sau. Thời điểm này thì mua con xe đi lướt nè, có sẵn giao ngay rất là ok nha. Thì hiện tại đối với xe hãng cũng hẹn qua quý 1 năm 2023 rồi. Rất là ít xe nha. Và đặc biệt là nếu như quý anh chị thích mẫu cũ thì nhanh tay alo cho đất sớm nha. Tại vì đối với cái thiết kế mẫu 2023 thì có rất là nhiều quý anh chị khách hàng tìm lại cái mua mẫu cũ xe lướt. Thế thì bên em hôm nay về rất là nhiều xe lướt để phục vụ quý anh chị luôn. Đấy, thì nên cân nhắc alo cho đất sớm nha. Đấy, tiếp theo Xpander 2020 số tự động, đi được 2.9 xíu. Đấy, giá bên em đang chào bán là chỉ hơn 508 xíu thôi. Đấy, chiếc xe màu trắng liền lạc, đồng màu từ trước ra sau luôn, rất là bóng bẩy luôn nha. Thì hiện tại xe bên em á, thì có 3 màu là màu trắng nè, rồi màu bạc là Cross nè, và màu đen. Thì xíu em quay cho quý anh chị xem hai xe màu đen bên em. Đấy, có số sàn, số tự động, đầy đủ tất cả các mẫu mã luôn. Cứ thích Xpander là bên em đáp ứng đủ mọi xe luôn và mọi yêu cầu của quý anh chị luôn. Đấy, xe rất là ken cọp luôn, hầu như là xe bên em mua về là mua từ chủ, từ gia đình, xe đi gia đình chứ không có đăng ký kinh doanh ngày nào nha. Giá con này thì lâm quanh chỉ hơn 509 xíu thôi. Đấy, đây rất là đẹp luôn. Rồi, xe màu đen đây, con này thì khỏi phải bàn luôn, đi 2.000 km thì quý anh chị có tin được hay không. Đấy, đời 2021 nhưng mà đăng ký lần đầu là tháng 8 2022 nha quý anh chị. Xpander số tự động đời 2021, đăng ký tháng 8 2022. Thì tại sao có rất là nhiều quý anh chị thắc mắc sao xe đi ít gì, tour là có tour hay không, đấy, ô đồ có chuẩn hay không. Thì hiện tại do tài chính ngân hàng, anh chủ cần vốn đầu tư nên là để lại xe bên em để phục vụ quý anh chị. Đấy, ô đồ quý anh chị xem, ô đồ chuẩn nguyên zin nha, nếu sai tặng xe luôn. Các màn mọc, các màn bọc ghế nè, với lại cái thà chằn nè còn chưa tháo hết nữa. Đấy, xe chuẩn ô đồ nguyên zin tại đáy dép nha. Rồi, xe rẻ nhất bên em đây. Đấy, Xpander số sàn đời 2021. Đấy, xe chỉ giá lâm quanh chỉ hơn 530 xíu thôi. Đấy, một con xe màu đen nè, số sàn, kinh doanh dịch vụ rất là ok nha. Đấy, các chi tiết nội thất thì gần như mới hoàn toàn, không có dấu hiệu xuống cấp gì nhiều. Thì xe bên em đang cho dọn vệ sinh xíu thôi. Đấy, quý anh chị thông cảm nha, rất là nhiều xe về luôn, phục vụ quý anh chị đây. Tiếp theo là một con Xpander số tổng đời 2020. Đấy, màu nâu nè nha quý anh chị. Đấy, đầy đủ tất cả các màu sắc, kiểu dáng luôn. Đấy, như là một bãi xe đại lý của Mitsubishi Xpander vậy chị, rất là nhiều luôn. Đấy, đầy đủ để phục vụ quý anh chị dịp Tết đây. Xe này là 2020, giá lâm quanh bên em đang chào bán là chỉ hơn 600 xíu thôi. Đấy, số tự động nha, xe đi được 25.000 km. Đấy, chuẩn xe gia đình luôn. Thì nãy giờ hầu như trên tất cả các xe bên em á, đều là kinh doanh xe lướt, xe chuẩn gia đình.
rất là đẹp luôn. Lên sẵn cho mình cái màn hình nè, để rất là tiện lợi nha. Thì nếu như quý anh chị nào thích màu nâu thì nên alo cho em biết sớm nha, tại vì bên màu nâu bên em thì rất là ít xe. Đấy quý anh chị xem, rất là đẹp luôn, dơ dài luôn. Em lên sóng liền thì con xe này là dọn rửa đầy đủ luôn, rất là nhiều luôn, dọn mệt nhảy xe Bender để lên sóng phục vụ quý anh chị đây. Đây đây, con này thì đã bán rồi. Đây con Cross với con số động đây, rất là nhiều xe nha, trên 40 đầu xe để phục vụ anh chị. Đấy con bị 61 này đã bán rồi nha, nên là cân nhắc alo cho em Đức sớm nha. Rồi nếu như quý anh chị quan tâm á, vui lòng liên hệ cho em Đức sớm nha. Số điện thoại có ghi trên trang, comment ý kiến chia sẻ quan điểm của quý anh chị, nhu cầu của quý anh chị như thế nào cứ alo cho em nha. Rồi bye bye anh chị nha.